Hai chào các bạn. Hôm nay mình đến với Hoàng Hòa Thám 148 Hoàng Hòa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh. Mình ăn phở các bạn, phở này là phở kêu quéo. Tây dầu. Tây dầu. Này nhiêu tô vậy em? Này 55, còn 55. Đặc biệt là 65. 65. Cảm ơn em nha. Đặc biệt các bạn, đặc biệt là ở đây quán đầy đủ á các bạn, thập cẩm á, 65k. Dạ còn đây là tái gầu á, tái gầu thì ở đây bán là 55. Tô cũng bự á, nhiều thịt nè, miếng gầu mình thấy nó dày á. Dỡ miếng thịt lên cho các bạn coi cho nó rõ nè. Rồi, giờ mình thấy có bò viên nè, cái đầy đủ của mình thấy có 3 viên bò viên nè. Dạ có tái nè. Dạ có nạm. Dạ đây là gân. Ô, miếng chanh để dưới này luôn hả? Món chu đáo dễ thương à. Miếng chanh để đây luôn các bạn, kèm theo mình. Còn cái dĩa này là bên quán bưng ra cho mình luôn á. Ồ, miếng nạm này là nạm gầu luôn các bạn. Có miếng mỡ mỡ này nè, hấp dẫn ghê chưa. Rất là thơm á. Và cuối cùng là bánh phở các bạn. Dạ rồi, đây là tô đặc biệt. Bây giờ mình thử miếng nước ha, nước ha. Bây giờ mình thử miếng nước coi. Sẽ tế. Sẽ tế nhà làm bạn. Màu thơm nhỉ. Cái màu này là màu tự nhiên của ớt ra các bạn. Sẽ tế trong này mình thấy hình như có tỏi nè. Cô nói á, cô chủ quán nói mình chấm topping ngon lắm. Để lát mình thử ha. Cái miếng rất lẹo á, nó có phần đậm đà và thơm lắm các bạn. Đậm đà để khi mình bỏ rau vô nè, bỏ giá vô nè, nó không có bị lạc. Dạ chịu, nước lèo này mình thích á. Dạ, bây giờ mình sẽ cho giá trụng vô đây. Tiền số 8, lộ số 5, số 4 chú. Gào. Dạ thì mình lật sẵn rồi nha các bạn. Ở đây mình lật sẵn chứ bên quán không lật nha các bạn. Rồi. Đã ăn thêm thì mình sẽ lấy thêm. Tại có một dĩa rau rất là nhiều nè các bạn. Trước khi ăn thì mình sẽ làm một chuyến topping. Tại vì cô chủ quán giới thiệu hôm nay là sa tế cô làm nhà. Cái màu này á là cái màu tự nhiên á các bạn, nó ra màu đẹp. Trong này mình thấy có hình mình có tỏi nữa, để mình thử ha. Một thịt sa tế nè, một tiếp theo là một ít tương. Tương này là tương đen rồi mà có sao các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy những cái sa tế và tương đen lại với nhau. Có cần thêm miếng chanh không ta? Không cần đâu. Không miếng chanh đâu. Miếng chanh mất đi cái vị ngon của nó. Sa tế rất là thơm. Chấm gì? Nhưng mà hơi cay nha các bạn. Cái bò viên thơm mùi bò lắm luôn á. Ngon, ăn sực sực và vừa miệng lắm. Thử con bánh phở này. Con bánh phở đây mềm, mịn. Bên quán á, sắc miếng gầu á, dày ghê luôn á các bạn. Thịt gầu á, béo, thơm. Không bị mềm, nhai còn sực sực các bạn, ngon á. Béo quá. Tiếp theo đây là gân, để mình thử miếng gân này nha. Gân mềm, mình nhai lâu á mình thấy có cái độ béo nhẹ và nó thơm của bò bò các bạn. Dạ phở cây quéo các bạn, có không gian trên lầu nữa.
Và về cái phần thịt thái này các bạn, thái thì mềm lắm các bạn, ngon. Đây là topping của quán lẩu bò ở ngoài Hoshiki ha. Nè em nè, cái phía đằng kia đó là con lông nha, đây là chắc là tim đó các bạn, nướng bò. Đây là nướng bò này, bò viên nè, gân nè, lát sách này, chơi phần này. Rồi cái này là nạm á các bạn, nạm miếng gì thật kiện vui luôn. Hai mình chào các bạn nha. Buổi tối hôm nay mình đến Hồ Thị Kỷ, mình ăn lẩu bò các bạn. Lẩu bò bên Hồ Thị Kỷ, lẩu bò ở đây có tên là lẩu bò Cô Thảo. Đây thì có rất là nhiều lẩu bò. Đến như quán Cô Thảo á, món đầu tiên mình gọi là món bò nướng các bạn. Cái dĩa bò nướng này có giá là 180 các bạn. Nhà đây là có cái bếp này ha, chuẩn bị cái bếp sẵn cho mình nè. Ở đây nướng bằng bếp ga. Rồi. À, để dầu vô nữa thôi hả? À, thôi con miếng đổ dầu vô đây. Chào. Chào này ở trong quán là chừng. Cho thêm cái chấm. Mỗi một cái chén lớn thì có một chén nhỏ để chấm. Con chấm gì con? Rồi em nhận lửa nhỏ nhỏ giùm anh nha. Chào nè. Bên đây thì mình thấy có chén sa tế nè, sa tế mình ăn bao nhiêu thì mình bỏ vô bấy nhiêu. Lẩu bò Cô Thảo quán cũ, hân hạnh phục vụ quý khách. 84/10 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 các bạn. Đây là có số điện thoại luôn. Rồi, chảo đã nóng rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ vô mình trộn cái này lên. Trong này mình thấy có đậu bắp nè. Ấy. Từ từ. Cái chuyện văn á, xích xích ra xíu đi. Thơm quá, nó bụng quá. Đang đói. Không bị khét đúng rồi. Ở đây cái dĩa này nè các bạn, ở trong này có cái lỗ khảnh nè. Khi mà cái nước chảy xuống á, nước thịt, nước dầu rồi chảy xuống á thì nó sẽ lọt vô cái mâm ở dưới nên không có bị dơ bếp và không bị tắt lửa. Cái dĩa 180k mình thấy thịt cũng nhiều quá nè. À, bên bếp chuẩn bị sẵn cho mình có hai đôi đũa nướng các bạn, đũa nướng và đũa ăn khác nhau. Đũa nướng thì mình ăn là nướng bằng đũa tre, còn khi mình đũa ăn á thì mình ăn bằng đũa này nè các bạn. Đây thơm quá à. Rồi được rồi, lát nữa mình để tiếp, còn không chắc giờ vòng vòng cái dĩa luôn đi. Được chứ. Tăng lửa lên phải không? Thơm quá. Miếng thịt bò cũng dày lắm á. Mình phải cho dê một ít sả tế thì nó sẽ rất là ngon, nhưng mà không nhiều được nha. Đó. Xong rồi mình sẽ quậy lên. Còn có thiếu ánh sáng không ta? Rồi bây giờ mình có một chén nước chấm rất là tuyệt vời, thử coi. Chao rất là vừa ăn nha, không bị mặn nha. Lòng rồi nước nữa. Vậy hả?
Thôi cho chín chút xíu đi. Chở miếng này nè, chở miếng này đổ quán nè. Ở miếng này trứng rồi nè. Chở miếng này nè, đồ chê đó, rồi lấy đôi đũa khác ăn nha. Không phải ăn đôi đũa này đâu nha. Người ta có trang bị cho mình hai đôi đũa. Chấm chao, một miếng bò chấm chao. Ở ngoài thì mình thấy có sả nè các bạn. Trong này có sả. Mà mình ăn miếng bò nó mềm và nó thơm lắm luôn. Chấm những miếng chao nữa, chao này không mặn nữa. Quá tuyệt vời. Chắc là thêm nửa ký nữa quá. Miếng bò nè các bạn, bự ghê ha. Bỏ vô hết luôn đi, chắc gì hết luôn đi, bỏ gì xuống. Chắc gì hết luôn đi. Sau đó, bây giờ miếng bò này bự quá mà cái chén chao nó nhỏ quá. Mình phải chơi chiêu này thôi. Bỏ chao lên đây. Cái chao này không có mặn các bạn. Cái chao này giống như là tạo thêm một cái hương vị thôi, chứ không có bị mặn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ làm gì? Chào đó các bạn, chào mà tương sữa. Ở đây có đậu hành, có cục cây trắng, cục cây trắng này sắp lát nha. Có củ hành tây nữa, có khoai cao nữa. Trời quá trời vậy. Khi hai người ăn là ứ hự luôn á. Tim đó các bạn, miếng này miếng tim. Mèo. Ừ, đây còn miếng mí nhân bé nhà mình bóp nát hết rồi các bạn. Gồ sâu quá rồi, sâu chèn luôn rồi, chèn bề đê luôn rồi. Giảm lửa thôi, giảm lửa thôi. Quên chén nữa đi. Rồi, tại nó chèn quá các bạn, mình múc bớt một chén. Dạ, đây là bò viên. Bò viên bây giờ mình thử coi. Bò viên chấm với chao các bạn. Rồi, tóc viên ra rồi. Đây là cái da. À, đúng rồi, cái da bò các bạn. Cho mình thử nha. Thử miếng nước lèo ha. Đáng lẽ nước lèo này mình thử từ đầu. Tại mình bây giờ mình có bỏ rau và bỏ mì vô rồi. Ok, rồi sao. Ừ, cái nước ngon mình vừa ăn. Nó không có đậm đà mà nó ngọt, ngọt theo cái ngọt thanh á. Mình vừa ăn lắm các bạn. Có thơm, thơm thơm mùa bò nhẹ. Cái lá quế á, này nè các bạn, mình ăn tới đâu mình bỏ tới đó mình nhúng mình ăn. Đấy, tại vì mình sợ cái mùi quế á, mùi của lá quế sẽ ám hết đi cái mùi của lẩu bò. Thì mình ăn lẩu bò mình thích cái hương vị của lẩu bò đó. Mình thấy ở đây có chanh các bạn. Mình làm một chén nước chấm ở đây nè. Chén này là mình có chanh nè, có chao nè, và có sả tế. Để mình quậy lên thử. Bên đây thì chỉ có chao và sả tế thôi. Chua chua hả? Mình chấm thử một cái miếng phèo với chao và chanh. Nóng á, nóng á, tại trong cái nồi lẩu mình mới đem ra, mình sợ nó nóng, mình hỏi đó các bạn ơi. Mình ăn lẩu bò xong, mình ra chợ bông Hồ Địa Kỷ các bạn, mình đi ngắm bông một xíu, rồi mình mua hai bó bông. Ra đây nè các bạn.
gõ các bạn. Giờ này người ta dọn ra người ta bán phi rồi.